nữa đấy, lát nữa thì chúng ta sẽ đi xuống sân Mỹ Đình và chúng ta sẽ tổ chức là ca nhạc đến 12 giờ đêm. Các bạn có thể quan sát thấy rất là đông rồi, đến giờ này thì cực kỳ là đông rồi, cực kỳ đông. Thưa quý vị và các bạn thì lực lượng an ninh đang giải phóng để chúng ta có thể là có những cái tuyến đường thông thoáng cho đoàn của chúng ta. Và đây là chiếc cúp. Vâng, thưa quý vị và các bạn. Yes. Vâng. Rất là đẹp. Một chiếc xe được trang trí với cúp, với rất là nhiều sắc màu. Và quý vị các bạn có thể thấy. Vâng, thưa quý vị và các bạn. Và đây là một chiếc taxi. Vâng, thưa quý vị và các bạn. Các bạn có thể quan sát một chiếc xe ba gác rất là đẹp không ạ? Vâng, thưa quý vị các bạn. Và tiếp theo đó là một chiếc xe. Tình hình rất là căng và lực lượng giao thông đang phải giải phóng. Các bạn đi mén vào đi, mén vào đi. Vâng, thưa quý vị và các bạn. Việc các tuyến đường được thông thoáng cũng rất là tốt cho đoàn. Rất là tốt để mà chúng ta... Vâng, thưa quý vị và các bạn thì các bạn có thể thấy là những chiếc xe rực rỡ. Bây giờ thì chúng ta đang sát đến với giờ đón đoàn. Sát đến với giờ đón đoàn. Chúng ta có thể quan sát thấy. Tình hình rất là đông. Và chúng ta đang... đang ở một đoạn ngã ba. Vâng, theo như quan sát của chúng tôi thì các bạn có thể thấy là những đoàn người đầu tiên đã bắt đầu từ sân bay. Vâng, thưa quý vị và các bạn. Và đây là một anh taxi, tình hình cũng rất là nhiệt tình. Các bạn có thể quan sát thấy là đường của chúng ta đang rất là đông rồi. Rất là đông. Và thưa các bạn thì có lẽ là đám cưới thì thay vì đi rước dâu thì có thể đi đón đoàn cũng được. Thấy rất là thú vị. Rất là thú vị. Bây giờ thì chúng ta đang quan sát là
quan sát của chúng tôi thì bên này đường có lẽ mọi người nên dịch chuyển sang phía đằng bên bên đường đi về sân vận động thì sẽ đỡ tắc hơn. Bây giờ theo quan sát của chúng tôi đó là hơn 12 giờ rồi. Hơn 12 giờ. Quan sát thấy cực kỳ đông. Lấy xe máy này cho tôi phải.